Ok. Ăn vặt. Nào. Không, đứng xích ra đây. Đứng xích để cái máy bay nó còn nhìn được. Không, siro. Không được. Trời ơi, ui sồi, nó ăn cả hạt. Hỏng, 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 hỏng. Để xem thế nào được thể. Ngồi yên đấy nhá. Ngồi yên đấy. Không, mi ngồi yên đấy. Siro ngồi yên đấy. Ngồi yên ở đây xem đấy. Để anh xem nào. Không. Giờ nó có bắt được vào máy quay không? Được. Thế này thì được. Ngồi yên đấy. Ôi giời, đây hóa ra là hai mũi. Chờ. À, hầu hết các loại quả mà người ăn thì bọn này nó đều thích ăn. Messi này, Siro này, Yumi này, con cu biết ăn không? Pila đâu ra đây xem nào? Ngồi xuống. Pila vào trong này đi. Pila ra chỗ Messi ngồi đi. Pila ra đây ngồi. Pila. Không chứ ngồi đấy ngồi không Siro ngồi yên đấy. Không Pila nhảy vào trong đây. Pila vào trong. Vào đây. Ngồi ra đây. Một đứa ngồi ra đây. Rồi Messi ngồi đấy. Pila ngồi ra đây tránh cái mông ra. Chứ ngồi này che hết máy quay còn đâu. Xích ra lùi lại rồi thế cũng được không ngồi dậy là gì siro đâu đi siro sang bên này phải sắp xếp cái chỗ ngồi ngồi thế không ăn thua ngồi thế thì không ổn cô tè này siro ngồi ra đây Siro vào đây, ra đây. Để vào trong ngõ. Siro vào đây. Đây cơ mà. Siro ơi. Ra đây. Vào đây. Con Siro đâu rồi? Chẳng nhỉ. Chẳng nhỉ. Xích vào đây. Tất cả đứng vào đây. Đi lại. Rồi, ok. Ngồi xuống. Ngồi yên đấy, ngồi yên. Được rồi, ngồi yên rồi đấy. Siro đứng yên đấy, không. Siro ơi. Đùa thế, cho Siro nhịn nhé. Cứ nhào cái ấm mỹ hết cả lên. Ấm ấm ấy. Ngồi yên đi, đứa có phần. Không mi à, hạt. Đây, cho con cu tè này, cho con mi này. Siro yên đấy. Yên với đứa nào có phần. Ngồi xuống đi Mi. Mi ngồi xuống đi. Cute này.
Bây giờ lùi lại. Đấy, con cu te hôm nay nó biết điều rồi đấy. Cu te. Cu te đây. Mi đây. Siro. Kila. Merci. Úi sợ của cu te. Nhào lên nào. Không phải gọi tên mà nhào lên nào. Ngã ngửa ra đằng sau. Cu te này. Rồi, đứng béo thôi. Chupi này. Nhai cho kỹ, đừng có nuốt nuốt không tiêu được đâu. Con cu te không hư nhá. Đừng có tham. Không, Jumi, đừng có nhau lên. Nhau lên là không được ăn đâu. Phải ngồi, phải lùi lại thì mới được ăn. Không được nhau lên. Ngồi ở yên vị trí đấy thì còn được. Cho nó mới sơ. Sơ cũng ngọt mà. Đâu cần thiết phải ấy mới ngọt đâu. Ăn xương mít tốt cho tiêu hóa. Ăn xương mít tốt cho tiêu hóa. Không. Đưa đây cho anh. Rồi xuống đất siro cướp bắt đầu. Rồi siro ăn cả hạt. Rồi xuống đi cu te nào. Nào. Đúng rồi. Không, ngồi xuống tử tế. Là Merci. Pila. Jumi. Cute này. Siro này. Siro lần sau mà thế là lẽ ra là không cho Siro ăn đâu nhé. Bởi vì là sao Siro biết không? Bởi vì bảo Siro nhả ra mà Siro vẫn cố tình Siro tha vào trong chuồng. Biết là vẫn sai và vẫn cố tình làm. Ơi, hết lạc người ta vạc lên xương. Bây giờ ta nào. Ta bóc vỏ hạt ra ta ăn nhá. Vỏ hạt ăn cũng ngon này. Miễn sao tăng chất xơ lên ở trong bụng cho nó dễ tiêu hóa. Đi la này. Merci này. Miễn sao tăng ít chất xơ. À, cute này. Đấy. Vỏ hạt ăn cũng vẫn ngọt. Vẫn ngọt và vẫn thơm. Thơm lắm. Thế này mít này nó mít bóc rồi. Nó không có sơ. Chứ nếu mà có sơ thì chắc là cũng không còn một cái sơ nào cả. Chắc may ra chỉ còn gai thôi. Chỉ còn gai mít là không ăn. Cái nào ăn cũng ngon hết. Hoàn cảnh đi. Nhà em nghèo cho nên là xứ mít em ăn cũng ngon.
xử lý con củ tèo nó chê này. Thế là cho ta là ăn là tính hơn cho tây rồi đấy, chứ mấy chị không chị nào chê cả, một mình con củ tèo chê, trong khi là cái đầu nó ngọt thì nó lại ăn. Cái đầu này nó ngọt thì nó ăn này, còn cái ấy ở bên trong thì là nó chê nó không ăn. Trong khi các chị ở đây là chị nào cũng ăn, không có chị nào chê cái gì cả. Thôi được rồi, hết rồi đây. Giải quyết xong cái đống mít ngày hôm nay, mít bao nhiêu cũng hết, mít xoài cái đấy không ăn được đâu. Nào, nhai cả hạt luôn hả? Thực ra cái hạt mít này thì nó lành đi, chúng nó mà thích nhai cho nhai luôn thì chả sao cả. Cái vấn đề là cái này nó ăn thì nó cũng chả có gì được. Hạt mít thì nó lành, gặm chơi hoặc là không thì nuốt chửng nó như kiểu là con chó nó nuốt sỏi hết, cũng chả có cái vấn đề gì cả. Đấy, nó cắn ra, thực ra bên trong là nó hạt mít luộc với lại hạt mít rang thì mọi người ăn mọi người biết rồi đấy, bên trong nó cũng là cũng tinh bột thôi, ngậy bùi. Quan trọng là chúng nó có nhai bằng xương bằng răng hàm không. Nếu nó nhai bằng răng hàm thì bên trong nó sẽ ngậy bùi, còn nếu không nhai bằng răng hàm thì nuốt chửng thì chả có cái vị gì cả. Pila có thèm ăn đâu, pila chê mà. Đây, chỉ còn hạt thôi, có ăn thì ăn, không ăn thì nhịn. Nó xì dùng hạt để chơi, nó xì không ăn. Đấy, cắn ra, đừng có cắn bày rác ở nhà anh là được. Rồi thôi. Thôi mấy hạt này vứt đi thôi nha, có ăn được đâu đấy. Nó tha nó nghịch như kiểu là sỏi ấy chứ, nó có ăn đâu, không thì nó cũng nuốt thôi chứ nó có ăn đâu. Thôi ăn thế thôi, để cho mọi người thấy được là con rốt hay là có thể rất nhiều giống chó khác có đều có một cái giống nhau là những cái loại hoa quả bình thường mà chúng ta ăn thì chúng nó cũng thích ăn lắm, chứ cũng không có phải là đấy đâu. Chủ yếu là chúng ta lựa chọn những cái loại nào mà chúng nó có thể tiêu được. Một số loại nó không tiêu được thì cái nó tiêu được hay không thì mọi người cứ để ý con chó nó đi vệ sinh ra thì để chúng ta lựa chọn. Siro thì là phối là bầu rồi đấy, ba bầu cho nên là được chiều hơn, nhõng nhẽo út ít trong nhà. Siro xin chào tất cả mọi người. Nào quay sát mặt đây nào, Siro. Đây, không, ngồi dậy cơ. Xin chào tất cả mọi người nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Thank you and see you again.